Xin chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói một đề tài về định cư Úc nhé. Đó là đề tài các vấn đề cần biết trước khi bạn đi làm ở Úc. thì các bạn thân mến có rất nhiều bậc phụ huynh nhất là những bậc phụ huynh lớn tuổi nhất là từ visa cha mẹ đó các bạn qua bên nước úc này thì các vị phụ huynh lớn tuổi họ không có hiểu rằng tại sao mình nên mở một cái tài khoản bank tức là tài khoản ngân hàng tại sao mình phải như thế này thế kia tại sao mình phải chuyển khoản online để trả lương được nhận lương qua 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 các ngân hàng này nọ qua tài khoản ngân hàng này nọ đó các bạn ừ, họ tự hỏi rằng là nếu như chủ đưa cho họ tiền mặt thì có phải khỏe không họ không có cần phải đi ATM rút tiền và như vậy họ rất là tiện lợi cho họ Cho nên là họ đều có những câu hỏi là như vậy đó các bạn Thì bây giờ Hạnh làm một cái đề tài để có thể nói lên cho các bạn phụ huynh Hoặc những bạn không thông hiểu về luật Úc Có thể tham khảo để có thể hiểu được Tại sao mình nên có những cái bước tiến trình Và mình hiểu luật thì mình sẽ bảo vệ được cái quyền công dân của mình Hoặc là quyền làm việc à, Là một cái người dân làm việc ở trên nước Úc nha các bạn Thì việc đầu tiên à, Các vấn đề trước tiên mà mình trước khi mình đi làm thì mình phải mở một cái tài khoản online ha một cái tài khoản online các bạn có thể mở người ta ở ở úc có gọi là for big bank là có bốn cái ngân hàng lớn rất là lớn còn những cái ngân hàng khác thì nó hơi nhỏ lại thì gồm westpac, commonwealth, ANZ với là gì nữa hạnh quên rồi à, 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 nab tức là nap ha thì um, một trong bốn bang đó bạn có thể quyền mở nhất bất cứ cái bang nào hạnh không có um, ý kiến về cái chuyện là cái bang nào bạn nên nộ, nên nên mở nhưng mà cái bang nào gần nhà bạn thì bạn nên à, mở tại vì nó dễ hơn bạn có thể đi rút tiền hoặc ra ban làm những cái việc cần thiết thì nên à, làm cái nào mà nó gần nhà bạn thì tốt nhất đúng không nhưng mà nhớ là for big bang tức là bốn cái cái bang lớn thì nó tiện hơn bởi vì bạn đi đâu thì ở shopping center hay cái chỗ nào mà là cái bang lớn thì chắc chắn bạn sẽ có cái atm bạn rút tiền rất là dễ còn nếu bắt dù bạn dùng mấy cái bang nhỏ thì dĩ nhiên là nó không tiện lợi cho bạn khi bạn cần rút tiền hay cần làm những cái điều gì đó mà phải ly tới với ngân hàng đúng không các bạn thì các bạn đầu tiên là các bạn tìm hiểu về for Big bank tức là bốn bốn cái bang lớn nhất bốn ngân hàng lớn nhất của nước Úc và um, có thể mở tài khoản của một trong bốn ngân hàng đó ha thứ hai là mình phải làm cái super super emulation tức là một cái loại đây là một cái loại khi mà chủ bàn trả tiền cho bạn ví dụ như hành ví dụ đi nha hành trả tiền nhân viên của hành là hai mười tám đồng à mười chín đồng một giờ đi hoặc 20 đồng một giờ đi thì sau cái trả cái tiền 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 từ cái tiền lương đó hạnh có thể là trừ lui để trả tiền thuế nha nhưng mà hạnh sẽ thêm ngoài cái chuyện mà 20 đồng một giờ đó hạnh phải trả um, 9, 10 hay 11 phần trăm cho cái tiền super ha cái tiền super đó là sao là cái tiền đó là dành cho sau này sau này um, bạn về già bạn có tiền rút bạn có thể rút cái tiền từ super đó để mà mà bạn có thể tiêu tức là cái tiền đó là giống như cái tiền mà um, tiền tiền già cho các bạn vậy đó thì người chủ mà trả cho bạn họ phải trả ngoài cái tiền lương hưu lương của bạn thì người ta phải trả super cho bạn để cho sau này về già bạn được nhận cái tiền đó đó bạn cho nên là nếu như bạn nhận tiền mặt bạn chủ bạn không có trả cho bạn cái tiền đó thì bạn sẽ không có cái tiền đó sau khi mà bạn lớn tuổi bạn 65 tuổi bạn không có thể có cái tiền đó để mà tiêu đó thì cho nên là cái super annuation là cũng rất là quan trọng thì ngoài mở cái chuyện là bank account tức là tài khoản ngân hàng bạn phải mở thêm một cái tài khoản gọi là tài khoản super tài khoản super trước đây thì có những cái bang giống như Westpac họ có cái super ở trong cái bang của họ mà bữa nay họ không có nữa thì trong cái video clip này dưới cái đường dưới cái đường link á, hạnh có chia sẻ những cái đường link là về những cái bang và những cái super company tức là những cái công ty super bạn có thể quyền bạn có quyền chọn rất là nhiều và bạn cứ click vào đường link của mỗi nơi và bạn chọn nha các bạn và bạn tự tạo tài khoản ha và cái thứ ba là bạn phải nộp mã số thuế tức là bạn phải xin cái tax file number bạn phải xin cái mã số thuế để bạn đi làm việc bởi vì người chủ của bạn phải trả lương cho bạn và trả thuế cho bạn nữa đúng không các bạn à, cho nên là bạn phải có cái số tax file number mã số thuế ha và hạnh cũng có đường link cho bạn mở nha bạn mở cái mã số thuế à, và tiếp theo là thứ tư là mỗi năm nếu bạn đi làm thì mỗi năm bạn phải khai thuế tức là cuối năm tài chính bạn phải khai thuế tức là ngày 30 uh, cuối bên khác với Việt Nam. Việt, Việt Nam á cuối năm tài chính là cuối tháng 12, còn bên Úc là cuối năm tài chính đó là tháng 6. Như vậy là sau ngày mùng sau ngày 30 tháng 6 thì ngày mùng 1 tháng 7 là từ mùng 1 tháng 7 bạn có quyền là khai thuế, bạn có quyền khai thuế để mà à uh, nếu như mà bạn trả thuế hơi quá thì chính phủ có thể là uh, cho là bạn lại tiền đó mà. À, và đó là trách nhiệm của công dân, những cái người bất cứ một cái người nào không phải là không chỉ là công dân Úc mà bất cứ một người nào làm việc trên đất Úc nha các bạn. Thì uh, bạn phải làm cái tax return đó tức là khai thuế đó. Nếu các bạn không biết cách làm thì hành cũng có đường link cho các bạn mà nếu các bạn không biết cách làm các bạn phải đi um, đi um, đi dùng một cái dịch vụ gọi là accountant uh, là kế toán đó thì cái người kế toán đó người ta sẽ khai thuế cho bạn nhé và tiếp theo cái điều bạn cần biết Là một người làm việc trên nước Úc Sẽ được bảo vệ quyền lợi của họ um, Khi họ đang làm ở nước Úc uh, Thì như vậy Người ta ở Úc có một cái um, uh, Chính quyền có, sẽ, có có thiết lập một cái tổ chức Gọi là Fair Work Australia Cái Fair Work này là nếu như bạn Họ sẽ bảo vệ bạn nếu bạn bị Bị bully tức là bị Bị trù dập hay là bị um, bị, bị Bị đối xử bất công bằng rồi hoặc là không trả tiền lương đàng hoàng cho bạn hay gì đó thì cái Fair Work này nó người ta sẽ can thiệp và người ta sẽ đề nghị chủ của bạn trả tiền cho bạn như vậy nếu như bạn cảm thấy là mình không có được trả tiền lương đúng đúng giờ đúng đúng giờ đúng tiền hoặc là bạn bị đe dọa hoặc là bạn bị <laughs> đối xử không có được tốt bạn có quyền liên lạc với Fair Work Australia và bạn được nhận được sự giúp đỡ ngoài ra hạnh cũng có đường link cho các bạn nha Ngoài ra cái điều cuối cùng đó là khi làm ở đây các bạn sẽ được, nếu như các bạn trả, chủ của các bạn trả thuế đàng hoàng và bạn được bạn được nằm trong cái hệ thống trả thuế Thì thường có những cái nơi, những cái công việc mà nó mang tính chất như nguy hiểm à, hay là ví dụ như các bạn làm trong cái chỗ process, uh, process company tức là cái nơi mà các bạn uh, làm làm hãng đó các bạn thì uh, thường các bạn sẽ chủ của các bạn sẽ trả cái gọi là worker compensation tức là uh, nó nó như một cái loại là Uh, bảo vệ cái quyền của bạn nếu như bạn bị thương tật vì trong quá trình làm việc bạn bị thương tật bạn bị uh, bị xước tay bị bị đứt tay bị đứt chân hay gì đó thì bạn sẽ được uh, cái 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 bảo hiểm về sức khỏe của cái 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 chỗ đó của công ty đó trả tiền lương cho bạn khi mà bạn không có thể đi làm việc, việc được nữa đó thì đó cũng là một trong những quyền lợi mà một người làm việc trên đất nước được nhận và cho, Chính vì vậy mà Hạnh trở lại cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mình nên có ngân hàng, có tài khoản nên trả thuế, tại sao tôi không có nhận tiền mặt. Thì đó, những cái lý do mà Hạnh vừa nêu ra, đó là lý do mà vì sao bạn nên đi làm mà trả thuế đàng hoàng và đi làm với một cái người chủ mà trả thuế cho bạn qua tài khoản và khai thuế cho bạn và trả siêu bờ cho bạn vì nếu như bạn được nằm trong cái danh sách như vậy, bạn sẽ được rất là nhiều quyền lợi và um, nếu như bạn cứ nhận tiền mặt thì dĩ nhiên chắc chắn một điều nếu sếp của bạn đưa cho bạn tiền mặt thì chắc chắn một điều người đó không có khai thuế cho bạn à, và bạn tự đồng hiểu là bạn không hề được bảo vệ uh, cho cái chuyện là bạn không được trả super, bạn không được trả um, worker com tức là không có được trả về nếu như bạn bị um, bị tai nạn do um, lao động thì bạn không có được bạn không có được bồi thường đó mà đó thì rồi bạn không có tiền tiền già tức là tiền super đó các bạn ha cho nên là hành khuyên một cái lời khuyên chân thành là nếu như các bạn kiếm một cái công việc làm thì uh, các bạn cố gắng là làm uh, có một cái việc làm mà được trả thuế đàng hoàng rồi được trả siêu bờ đàng hoàng uh, để cho các bạn có được một cái gọi là được bảo vệ cái quyền công nhân của uh, quyền cái công nhân làm việc tức là cái quyền của người làm việc ở trên đất Úc này được của bạn được bảo vệ uh, thay vì là bạn làm việc uh, mà nhận tiền mặt nhé uh, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và các bạn có thể uh, xem trong cái video clip này các bạn có thể xuống click xuống dưới đường link và các bạn có thể từ tạo ra những cái tài khoản của các bạn như là thuế như là bán hay là super này nọ từ cái video của hạnh nhá hạnh sẽ để đó cho các bạn và chúc các bạn thành công trong việc định cư úc xin chào các bạn tên tôi là hồ thị bích hạnh luật sư di trú của công ty IST cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm like và nếu các bạn muốn được cập nhật thường xuyên những cái video clip của hạnh thì bạn có thể subscribe ở trong uh, youtube à, xin cảm ơn à, các bạn đã chú ý lắng nghe